7 mâm ngũ quả ngày Tết đẹp nhất năm Nhâm Dần 2022. Bật mí cách 7 mâm ngũ quả ngày Tết đơn giản, đẹp mắt. 7 điểm mâm ngũ quả lên bàn thờ tổ tiên là một nét truyền thống mang đậm ý nghĩa. Ở mỗi vùng miền khác nhau, thậm chí là mỗi gia đình khác nhau sẽ có những suy nghĩ và quan niệm khác nhau để bày trí mâm ngũ quả cho phù hợp. Thông qua tên gọi của 5 loại trái cây, mỗi gia đình đều gửi gắm vào đó những mong muốn khác nhau cho năm mới. Cũng qua mâm ngũ quả, con cháu bày tỏ lòng hiếu thảo, biết ơn ông bà tổ tiên đã phù hộ để có được thành quả trong suốt một năm vừa qua, và cũng để bày tỏ mong ước cho những điều tốt lành may mắn trong năm mới sắp tới. Dưới góc độ phong thủy, ngũ quả tượng trưng cho ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ tương ứng với các màu đen, đỏ, xanh, trắng, vàng. Chuối và quả Phật thủy tượng trưng cho hành mộc và cầu mong phúc lộc. Thông thường, mâm ngũ quả không thể thiếu ngày chuối, và nhất định là chuối còn xanh. Màu xanh của chuối được coi là hành mộc. Ngày chuối có các quả bao lên như bàn tay, có ý che chở, sự sung túc, đùm bọc và gắn kết. Giữa ngày chuối thường là quả bưởi màu vàng ứng với hành thổ, ý nghĩa là cầu phúc lộc. Nhiều người cũng dùng quả Phật thủy hay quả lựu trứng vàng. Dưa hấu thường thấy trong mâm ngũ quả của người miền Nam thay chuối miền Bắc. Trên mâm, hành hòa là các loại quả có màu đỏ thường là dưa hấu, và hành kim là những loại quả có màu trắng sáng quả đào. Quả do ở miền Bắc, hành thổ được tượng trưng bằng quả có màu đen, sẫm như mật, hồng xiêm. Hiện nay, giao thương thuận lợi, hoa quả bốn mùa và dễ dàng di chuyển, các gia đình đều có thể lựa chọn đa dạng các loại trái cây theo sở thích và mong muốn riêng của mình.